Sáng ngày 30 tháng 8, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn tổ chức lễ khánh thành và trao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Mùi, thôn Yên Trình, xã Vũ Di. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phan Đăng Hà, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện. Sự lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Vũ Di có lãnh đạo Đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc xã lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và gia đình được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Bà Trần Thị Mùi, cựu thanh niên sung phong, là người cao tuổi sống đơn thân, sức khỏe yếu không còn khả năng lao động. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội của huyện, xã và tấm lòng hào tâm của nhà tài trợ công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, sau 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà ống ba gian được xây mới khang trang, tổng kinh phí xây dựng là 208 triệu đồng. Riêng công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn đã tài trợ giá đình để xây dựng ngôi nhà là 120 triệu đồng. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 77 năm quốc hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày 2 tháng 9 năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng chí gửi lời động viên, chia sẻ sâu sắc tới các hộ gia đình chân thành cảm tạ tấm lòng hào tâm, sự chia sẻ khó khăn đối với các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện của tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Đồng chí chúc mừng gia đình bà Trần Thị Mùi từ nay có căn nhà mới, mong muốn bà cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phát huy hơn nữa trong công tác xóa đói giảm nghèo, quy động nguồn lực xã hội, giúp các hộ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương.